tiếp tục hành trình. Hôm nay đi Đà Nẵng thì bể giờ 35 mà nắng quá nắng luôn. Xuống cái gì cái gì ăn ngon. Đúng rồi, nó đó chứ đâu, hai lúa ăn quá hai lúa nha các bạn. Nghe chuyên đề cùng ông cơm gà xuống nào.
chào Cù Mông các bạn ơi. Giờ mới ăn sáng xong. Có. Để ngay cái miệng nè. Em Bích để ngay cái miệng luôn. Nhậm cũng được nữa. Đèo Cù Mông. Được leo đèo, xe tải chở heo á. Tập thể dục buổi sáng kìa. Tỉnh Bình Định. Chào nhau. Hai vợ chồng già. Bị quắc hả? Vô đây cưng nè. Có cái cưng nè. Chỗ của mày giao thông luôn mới ghê. Tới công chị với cái đèn luôn. Nghe tới đây luôn. Bé nó phải xiên lại. Không có lỏng ốc rồi.
phê. Mình đổ ra luôn. Anh tắt máy. Rồi ok. Đúng rồi, ở đây vắng que à. Đây vắng hơn chỗ Bình Hòa. Hilux bán tải cái Toyota. Cô lo chàm với nó Hội An 1:40 chạy 4 tiếng mấy 300 cây. Thành phố Hội An mấy quán nè.
kiểu gì ta, biết nó kêu cái gì, rè rè cái gì luôn, rơ rè rè. Vinmart kìa. Tây du lịch lại nhìn thấy hay ha, vui. Mấy năm nay mình đi vắng quê vắng quá, du lịch nước ngoài. Mấy anh Tây thích cái nắng này lắm em. Sao em uống thật nghe rồi à, nước nó giống như thảo mộc mà nó có thêm chanh nữa, mà giống như nước trà chanh vậy. Không cái bình trình diễn của nó đó, trình diễn đại nhạc hội còn quá trời tàu luôn, rồi đầu đẹp quá trời luôn. Rồi tối đây là cái chợ đêm nè, đóng cửa hết rồi. Hết Hội An. Ừ. Nó kêu cái gì rơi vậy dưới, giờ không coi.
13 massage chân ở đây 13 quá trời luôn. Cấp C mô hình cái thuê xe đạp được. Rồi chạy thẳng kia ra biển á, biển lúc mình đi ngoài chơi á, biển Cửa Đại á. Tắm biển ngoài á. Cây mà
sản phố. Đà nè biết. Biển Mỹ Khê đẹp quá trời. Chiều ra tắm biển. Biển xanh quá xanh. Chiều mát mát ở đây ra tàu, người ta ra tắm cũng đông đúng không? Mà nhớ mang thêm tiền lẻ để tắm nước ngọt. Bao nhiêu tiền đây em? 5.000 người. Thì 35 mà. Tới nơi rồi, tới khách sạn rồi nè. Biết còn phòng không? Nghĩ là còn. Này mở quán à ha, tấp nập à ha. Mấy năm gì trước đi vắng, thật là vắng.